Hello anh em, chào mừng anh em trở lại với kênh của mình nhé. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách để mà nhận cái trang phục miễn phí với một cái mức vốn OC cố định nha anh em. Thì hồi sáng thì mình đã có giới thiệu cho anh em về cái cách nhận trang phục với gói trưởng thành rồi đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ đến với một cái sự kiện mới của PUBG Mobile lần này, đó là bắt nó mới có ngày hôm nay hay sao anh em à. Đó là sự kiện Cyber Week này. Ở trên cái phần sự kiện này anh em thấy mình lướt không? Đó, mình chọn cái phần Cyber Week. Rồi, thì ở đây á mình thấy cái chữ nhiệm vụ độc quyền này này. Nó có cái trang phục, cái áo mà có hình như các cái chiếc tranh ở trên này nè anh em. Thì bây giờ mình sẽ nhấn vào cái nhiệm vụ độc quyền nha. Đó. Thì ở đây á mình sẽ cần tốn là 480 UC nha anh em. 480 UC để mình mở trang phục tranh tươi mát anh em à. Đó. Thì cái nick này á tại vì mình đã mua rồi nên là mình phải đăng nhập một cái nick cũ để cho mình biết cái giá anh em. Cái nhiệm vụ hoàn trả UC này nữa này. Hình như là mình nghĩ nó sẽ hoàn trả là 480 UC cho anh em nha. Ok. Sau sau khi mình đây đây là cái nick chính của mình này. Giờ mình test trang phục cho anh em luôn. Giờ mình sẽ quay lại cái Cyber Week nha. Đó, như mà mình đã mua rồi này. Thì mình cái gói hoàn trả này mình đã được mở rồi này anh em ạ. Giờ mình đã hoàn thành được hai cái nhiệm vụ này này, đó là nhận 3.000 điểm cyber và nhận 500 điểm cyber này. Rồi làm sao để anh em để nhận thêm tiếp điểm cyber, ví dụ như mình nhận thêm 1.007 điểm cyber mình sẽ được hoàn trả thêm 144 này, và nhận 2.000 điểm thì mình được hoàn trả 96 này. Đó, thì để làm sao để nhận mấy cái điểm cyber này, anh em kích vào cái nhiệm vụ hàng ngày này. Thì hôm nay là ngày đầu tiên thôi nên mình nghĩ là mình đã làm hết nhiệm vụ rồi, còn cái vụ mà tiêu phí một UC để nhận thêm một điểm cyber á thì cái này thì mình cũng không rành lắm. Ba cái nhiệm vụ kia là mình đã hoàn thành rồi và mình nghĩ là ngày hôm sau nó sẽ reset lại nhiệm vụ và mình có thể nhận tiếp điểm cyber nha anh em. Và nhận tiếp điểm cyber thì mình qua cái phần hoàn trả UC này để mà mình nhận lại cái UC mà mình đã mua cái skin này. Khi mà mình làm hết tất cả các cái nhiệm vụ hoàn trả UC này rồi này thì mình coi như là cái bộ đồ này nó miễn phí mà nó còn vĩnh viễn anh em à. Chắc như nước cắt luôn không. Ok. Không, nhìn cái quần như đi tắm biển vậy anh em à. Xung quanh tất cả là chanh hết anh em. Nhìn nó khá là chói chang ấy. Ok anh em nha. Thì tiếp theo là mình thấy mấy một số cái sự kiện sắp ra nè anh em à. Đó. Thì mấy cái sự kiện này thì có thời gian quy định hết rồi. Và cái video của mình về hướng dẫn cái cách nhận trang phục với cái mức vốn khoảng 480 UC và mình làm nhiệm vụ để mà hoàn trả được cái UC này thì cũng xin tạm dừng tại đây. Hẹn anh em trong những cái video clip tiếp theo nha. Ok, cảm ơn anh em đã xem. Bye bye.